chút chít này là ra vào đâu ạ? Chút chít hôm nay ra năng bắt chơi gặp ngay gặp rất nhiều bạn luôn mọi người ạ. Chút chít yên nào, chút chít ơi yên nào, chút chít ngoan nhờ. Hôm nay chú Chít được đi thăm Lăng Bác mọi người ơi. Trước khi gọi là về nhà mới đi gọi là các tỉnh về nhà mới thì chú Chít đi gọi là thăm Lăng Bác. Sáu anh em chúng con kính chào bác. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp nhé. Không biết bao giờ chú Chít mới lại có dịp thăm bác nhỉ? Chút chít ơi, chút chít ơi, chút chít. Rồi, đã chụp được những bức hình rất là đẹp.